Thế là ta đã gặp nàng. Đây là giấc mơ hay là nàng đứng đó? Nàng là biển xanh của muôn ngàn sóng gió, là bậc chân. Alo, bầu à? Sao người của bố đi vắng à? Ôi trời ơi, tốt, thế thì bố đến nhà em luôn nhé. Vâng, chứ sao nữa. Ông xã em á, có nhà, nhưng mà bố yên tâm, em sẽ có cách để làm cho ông ra khỏi nhà thì thôi. Ừ, ông ấy ra khỏi nhà thì chúng mình mới vui vẻ được chứ. Đến nhá, đúng giờ dê phải đến, nhớ chưa? Nhá, không đến em giận đấy. Ừ, yêu bồ nhiều. Yêu bồ. Chàng là biển xanh của muôn ngàn sóng gió, là vầng trăng soi sáng những đêm thâu. Thế là em đã gặp chàng. Này, ôi giời ơi, khiếp đất. Ôi giời ơi, bắn hết cả đây. Giật cả mình đi đi. Thế làm gì mà phải giật mình? Có cái gì mờ ám mà phải giật mình? Làm gì mờ ám? Thôi, được rồi, cô chuẩn bị mì thế này. Tôi cũng đang định hỏi cô ăn sáng đây, nhưng mà có mì đây tốt rồi. Thôi, từ từ, chồng cứ ngồi đây để vợ đi lấy nước sôi đổ vào đã chứ, làm sao? Không, tôi không cần đâu. Tôi đang xem dở cái trận derby thành Manchester. Tôi này, derby cái gì? Hôm nay mình đang xem tivi à? Ừ, đang xem. Không được. Hôm nay mình phải nhường tivi cho em. Không được. Rất khoát mình. Làm sao mà lại sang lên phải nhường tivi cho cô? Thôi cứ nhường cho vợ. Cô phải nhớ rằng hôm nay là trận cầu đỉnh cao cả thế giới người ta đang theo dõi nhá. Thôi, vợ bảo nhường cho vợ hôm nay đi. Nhường cho vợ xem tivi. Vợ cũng lại phải nhường cho chồng. Không. Chồng nhường cho vợ tivi. Vợ nhường cho chồng. Chồng nhường đi. Nhưng mà tại sao lại phải nhường? Khổ quá, cứ nhường cho em một hôm thì cô cứ nói những cái gì bí ẩn đằng sau cái đi. Làm gì có cái gì bí ẩn cơ chứ. Cô cứ nói đi, tại sao tôi lại phải nhường? Thì mình cứ nhường cho em tivi đi xem nào. Thôi được rồi, gớm được. Em xem không. Cái gì? Cô nói cái gì? Cổ quá, nên cứ truyền thuyết du mông lục tài. Nặng quá đi mất. Du mông, du mèo. Thôi. Em bảo, trời đất ơi, ở Hàn Quốc có cái bộ phim nổi tiếng truyền thuyết du mông mà tất cả các nước trên thế giới không ai chê trích một từ nào cả. Mình ơi, mình không thưởng thức, mình không thể biết được. Mình nhường cho vợ một hôm nay đi. Thôi, du mông không bằng Manchester. Ôi giời, này em đã chuẩn bị sẵn sàng cả mì tôm. Khi đói là em đổ nước hoặc em chén luôn. Thôi, cho vợ giải quyết đi. Sẽ cố cách đây rồi. Này, mình ơi, em bảo nha, vợ sẽ giải quyết rất nhanh chóng. Này, cho chồng 200 nhá. 200 chồng ra quán cà phê, vừa uống cà phê, vừa ăn, vừa thưởng thức bóng đá. 2 lít bọ thì ăn cái gì? Ít nhất phải một chai. Thôi, ba nhá, 3 lít nhá. 3 lít là đi ăn cả uống cà phê, vì ăn uống thưởng thức bóng đá thoải mái rồi. Này, gớm, chiều vợ đi thôi, cầm lấy đi. Này, được rồi. Này, em bảo đi nhá, nhớ nhá, không được uống nhiều cà phê nhá. Nhớ nó tăng xong huyết áp cao nhá. Đột quỵ một phát là bán thân bất toại, là vợ mất nhờ đấy nhá. Này, cô đừng có rủa thằng này nhá. Sao? Còn đầy sinh lực đấy. Công nhận là chồng mình còn đầy sinh lực thật đi. Em bảo này, thế nhưng mà 300 này nhá, đừng có mà rủ thằng nào con nào đến mà cà phê cà pháo bù khú với nhau nhá, nhớ thằng chưa? Nào con nào? Cứ dặn như thế. Thôi được rồi. Nhớ, em bảo này, 300 này chốc phải cầm về cho vợ 290 đi nhá. Này, 290 à, còn lại 5.000 thôi. Nhá. Mình ơi, từ em bảo này, lúc chưa chi thì mình cứ dối lên đi là sao thế? Tôi phải nghe lời vợ dặn, vui thì vui nhưng phải nhớ giờ về, nhớ chưa? Nhá. Nào, nhìn cho chom. Ui giời, suốt đêm rồi trời hôn mới chảy. Đấy, chảy là chả vợ rồi đấy, ghét thế không biết được. Từ ông ngã cầu thang bây giờ. Yên tâm, anh còn khỏe như lúc này. Trời ơi. Mình đi nha. Mình đi nha. Tốt rồi. Ôi trời ơi. Giải quyết trường trường hợp đi nhẹ hết cả người. Lâu thế nhỉ. Alo. Bầu à?
đến đâu rồi? Sao? Ui, gần nhà em á. Này, em dặn đây, cẩn thận không lão nhà em vừa xuống đấy. Đi rồi à? Ừ, được rồi, em sẽ xuống ngay mở cửa đây. Vào ngay nhá. Ôi, bố à, đợi nhá. Em xuống luôn bây giờ đây, đợi em với. Ôi, bồ à, vào đây nhanh lên, em cứ tưởng bồ không đến cơ chứ. Đã hẹn thì bồ phải đến. Nào vào đi nhanh lên, lên ra đi. Trời ơi, đi rồi, đã bảo là đi rồi. Ôi, bồ mãi mới đi được đấy. Quý tinh. Chị có nhà không anh? Chị có nhà đấy. Dạ. Mời cô vào. Dạ vâng ạ. Này, hai chị em có chuyện gì mà cứ thậm thà thậm thụt như là buôn bạc giả? Có gì đâu anh. Ừ, cô Tình đấy à? Ôi trời ơi, thế tối hôm qua chị có xem nàng đê trăng cưng của chúng ta không? Có. Khổ thân cô ấy, người tốt như thế mà luôn bị bọn xấu hãm hại đấy. Thì cô tính ở cái thời nào mà chả có những cái hạng người như thế. Bao giờ người tốt mà chả bị những kẻ xấu ghen ghét và tìm cách hãm hại. Đâu có phải là Hàn Quốc mà Việt Nam mình cũng đầy đấy cô ạ. Ừ. Ngẫm cũng đúng. Này, em bảo này, mà sao bây giờ người xấu nhiều thế chị nhở? Như là côn trùng ấy. Đúng rồi. Ở đâu cũng thấy. Mà người tốt thì hiếm như lá mùa thu ấy. Mà lại hay chết sớm chứ. Này em nói cho chị nghe nhá. Bây giờ mà đập chết cái bọn xấu ấy mà hất xuống hố 7 ngày cũng không hết. Mà khổ thế cơ chứ. Bây giờ người ta lại không tin người tốt. Người ta còn thích nghe sư xúc xiển này, su nịnh là của bọn cơ hội. Đấy, chị thấy có đúng không? Quả là thế. Chị còn nhớ là cụ Nguyễn Trãi nhà ta ngày xưa có một câu là hoa thường héo, cỏ thường tươi. Dạ, cô nói đó để thể hiện những cái người tốt không bao giờ được trọng dụng mà luôn bị hãm hại. Còn những cái kẻ mà su nịnh và những cái bọn lịnh bợ cơ hội ý, thì lại cứ được vua chúa trọng dụng chứ. Ừ, chị thấy không? Ừ. Đấy, tội nghiệp cho cái nàng đê trăng cương của chúng ta. Ừ, đấy chị thương nàng. Tài giỏi như thế, xinh đẹp là thế mà chẳng được trọng dụng, bởi vì cái con mụ ma ma tổng quản ấy, người ta sẽ phát hiện ra âm mưu thâm độc của mụ ma ma tổng quản chuyên hãm hại nàng đê trăng cương của chúng ta. Thôi. Em cầm tù mụ ma ma tổng quản. Ôi giời ơi, em đừng khóc nữa, em khóc là chị cũng khóc lên đây này. Em biết không, cái làng đê trăng cương của chúng ta ấy, đẹp người đẹp nết mà cứ bị vùi dập như thế, bất hạnh chẳng khác gì cái nàng kiều ở Việt Nam cả em ạ. Hai chị em có cái chuyện gì mà khóc ghê thế hả? Không ạ. Tôi hỏi thật nhé, hay là trong số bạn bè có ai bị ốm, bị chết hay là bị tai nạn? Dạ, dạ không, chúng em đang có chuyện ạ. Ừ, đang nói chuyện gì? Chúng em nói chuyện mà... Họ bị làm sao? Không. Dạ, anh cứ ngồi xuống em nói cho anh nghe. Anh có biết cái nàng đê trăng cương trong phim Hàn Quốc không? Vâng, đấy, phim hôm qua mình xem ấy. Anh biết không? Thế có chuyện gì? Nàng đê trăng cương mới xinh đẹp tài giỏi như thế mà luôn bị bọn người xấu hãm hại anh ạ. À. Đúng rồi. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì? Tưởng chị em có người thân bị chồng bỏ, chồng chê. Dạ. Hay là chán đời thì tự tử nhảy dù xuống giếng. Ôi giời, đằng này đi khóc cho người ở trong phim. Dạ. Trời ơi. Trời ơi, khóc thương cho người ở đâu ở đâu. Chị em mình buồn cười quá. Ôi, chàng dung mông yêu quý của em, chàng hào hoa kiêu hãnh, chàng là thần tượng của em. Cách đây 20 năm em gặp chàng, dù chàng có là người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Tunisia hay là Thổ Nhĩ Kỳ đi chăng nữa, mà dù chàng có là người da vàng, da đỏ, da trắng hay da đen đi chăng nữa, ôi thì chàng ơi, em
cũng quyết định quỳ dưới chân chàng và nguyện cầu hôn lấy chàng về làm chồng. Chàng ơi, ôi dồi ôi, đôi mày lưỡi mát như đôi cánh chim ưng của chàng, đôi mắt nghiêm nghị một mình thông minh làm sao, cái miệng cười của chàng, cái miệng cười của chàng mới duyên dáng, mới quyến rũ làm sao chứ. Chàng ơi, ước gì em được ở bên chàng một năm. Một tháng cũng không được, lâu quá không được. Một ngày, không, đúng rồi, một đêm. Dù em chỉ được ở bên chàng một đêm đi chăng nữa, em cũng thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Chàng ơi, chàng, ôi chàng ơi, chàng hãy về đi chàng. Chàng về Việt Nam đi chàng. Cho em một lần cho bỏ công chờ đợi, một ngày cho hoa lá thôi rơi. Sao chàng cứ nhìn em thế, em mắt hay thế mà chàng không nói gì với em một câu à? Chàng ơi, chàng nói gì với em một câu đi chứ, cho em vơi bớt nỗi nhớ chàng đi nào. Mà em nói cho chàng biết nhá, chàng không được kêu với em đâu, chỉ kêu với người khác thôi đấy. Còn với em, với em thì chàng phải mở rộng vòng tay ra để đón trái tim em vào lòng. Chàng ơi, vì em yêu chàng mà, em yêu chàng mà chàng, em thề có trời đất chứng giám là em yêu chàng. Yêu chàng kinh khủng, chàng có biết em yêu chàng không? Em thề có trời đất chứng giám mà chàng ơi, chàng. Hả? Ôi dồi ôi, nó đâu? Mình ơi, tại sao? Mình làm gì đấy? Tại sao giữa ban ngày ban mặt mà cô lôi thằng nào vào đây mà hú hí hả? Em có lôi thằng nào vào đây đâu, mình cứ bình tĩnh nào. Làm gì có ai đâu đấy, mình thử tìm đi xem nào. Cô nói chuyện với ai? Cô vừa tâm tình với ai? Nó đâu? Và em không tâm tình với ai, mình bình tĩnh nào. Nó đâu? Đấy, mình đi tìm đi, mình lục khắp trong nhà đi xem có ai không nào. Kìa, mình đừng làm cho em sợ đi. Nó đâu? Mình ơi, mình. Thế nào? Cô vừa mới nói chuyện với ai mà lại cô nói ngay em... Thằng nào? Em không tâm sự với ai, em không có thằng nào. Mình cứ bình tĩnh nghe em nói đi mình. Thì tôi vừa mới thấy cô nói chuyện xong. Hả? Khổ quá. Cô thủ thỉ. Vâng, em thủ thỉ mà. Vâng, em có thủ thỉ. Thì thủ thỉ với ai? Nói đi. Dạ với đây ạ. À, dạ em với anh này ạ. À. Mình ơi với anh này ạ. Ủa? Thằng này sao nó đẹp trai thế? Dạ vâng. Nó đẹp... ở đâu? Đẹp trai không? Quận nào? Phường nào? Mình số điện thoại? Mình... gia đình ở đâu? Mình nói ơi... ngay. Mình ơi. Anh không ở Việt Nam mình ạ. À, thế ra cô lại yêu cái thằng Việt Kiều nào ạ? À? Nó ở Los Angeles à? Không, mình ơi, anh ấy cũng không phải là người Việt Kiều. Hả? Thế nó là thằng nào? Ở đâu? Dạ, anh ấy ở mãi bên Hàn Quốc cơ ạ. Hàn Quốc à? Dạ vâng ạ. Thì nó là thằng John Murray hay là Chu Yong Mong hay là thằng Dylan? Nói sao? Không, mình ơi, đây là chàng hoàng tử Du Mông ở trong phim truyền thuyết Du Mông đi mình ạ. Thì ra là suốt ngày cô mê cái thằng Du Mông Du Đồi. Dạ. Thì rồi cuối cùng là thành ra Du Thủ Du Thực. Không. Nhá, tôi nói cho cô biết nhá. Dạ. Thôi ngay cái trò Du Mông Du Đùi này nhá. Dạ. Nếu không á. Làm sao mà em phải thôi? Em nói cho mình biết nhá. Mình có bóng đá thì em phải mê Du Mông chứ. Thôi được. Dạ. Cô mê xem phim thế nào cũng được. Vâng. Nhá. Thế nhưng mà cô phải chăm sóc đến việc nhà, lo lắng nhá. Vâng. Chứ đừng quá mê muội như này rồi đến ngày thần kinh. Cô ấy, tôi cảnh cáo nhá. Dạ. Nếu như mà cô còn xí sớm với thằng nào ấy thì... Ôi dồi, mình cứ dọa vợ thế. Em bảo này, cứ dọa em thế. Mà em nói cho mình nghe nhá, mình cũng mê bóng đá nhá. Mình cứ ra quán cà phê nhiều thì nhá. Em cũng mê có cái thằng nhất đây thôi mà. Mà mình mà cứ vớ vẩn lén phén với con nào thì em cũng khựng quá. Ôi dồi. Ở nhà bồ vừa có chuyện gì phải không?
khủng khiếp lắm. Kể cho bồ nghe đi. Bình tĩnh nào. Kể luôn đi. Khổ quá, cứ bình tĩnh. Ừ. Ồ rồi, cảm ơn em. Bồ kể đi. Tôi nói cho bồ nghe nha. Tôi đang tâm sự với chàng, đang mê mẩn chàng. Ôi dồi ôi, đang ngắm chàng trong hình thì bỗng dưng có một tiếng động rất lạ làm cái mình ơi. Trời ơi, sao lại thế? Tiếng đạp cửa. Ôi ôi, bỗng dưng có một bóng tay lâm lâm vào dao. Thế thì là cướp à? Không cướp. Thế thì là ai? Lão chồng tôi. Rồi ôi, sao lại thế? Tôi tưởng lúc bây giờ là ông giết ngay tôi lúc bây giờ. Ôi giời ơi, ôi giời, tôi hết cả hồn đấy. Nhà đàn ông cứ ghen bóng ghen gió như thế à? Có bữa thì tan cửa nắp nhà chứ chả bỡ đâu. Tan cửa luôn ấy. Mà cũng tại mình ý. Làm sao lại tại tôi? Nhớ thì nhớ rồi, phục thì phục rồi. Không nhớ không phục thì ai còn gọi là thần tượng nữa. Chứ nhưng mà ông muốn tâm sự gì đi chăng nữa thì cũng phải chờ cái lúc vắng vẻ. Khi mà ông xã ông ra khỏi nhà ấy thì tha hồ mà tâm sự. Đằng này á, ông ấy còn ngồi sờ sờ ra đấy. Cái tâm tình thủ thỉ, ông ấy tưởng là nói chuyện với tình nhân. Chả chết thì còn gì nữa. Khổ quá, ba chẳng hiểu cái gì cả. Tôi phải lừa mãi lão với đi ăn sáng thì tôi mới lấy ảnh của chàng ra. Tôi mới ngắm, tôi mới mơ màng, mơ mộng. Ai ngờ hôm ấy lão ấy quên tiền ăn sáng ở túi. Thế là quay lại bắt quả tôm như thế chứ. Thế thì không may cho bà rồi. Này, chồng bà có bao giờ thế không? Chồng tôi ấy à? Ừ. Tôi có bồ thật, ông ấy còn chả biết, nghĩa là... Cái gì? Bà có bồ thật á? Đấy là nói ví dụ. Này, này, như là có bồ thật chứ đây. Tôi nói cho bà, tôi nghi lắm. Trông bà thế này cũng dễ có bồ lắm. Thôi, bồ thật hay không bồ thật, không nói chuyện đến ra đây. Ừ. Nhưng mà tôi nói cho mình biết nhá. Sao? Ăn vụng thì phải biết chùi mép. Có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn. Thế thôi. Tôi sợ lắm, tôi sợ hú vía rồi. Mới chỉ có một tí như thế, mới ngắm cái ảnh chàng du bông như thế mà đã làm xít mà nhát dao vào cổ rồi uống gì đấy mà chết à. Thế bồ định làm thế nào bây giờ? Làm nào à? À, tôi có cách này rất hay nhá. Tôi bảo này. Được không? Yeah. Ôi trời ơi, việc gì thế? Đây này, em kiếm được tấm ảnh đằng đây trang cơm tâm tượng của chúng mình đấy. Chị thấy đẹp không? Xinh không? Quá sang trọng, thấy không? Đấy chưa? Đây, em bảo này, em thông báo cho chị một tin thật nóng hổi nhá. Tin gì? Tốp kia, nó cũng tìm được thần tượng của nó rồi đấy. Tốp nào? Tốp con Hương con Trang á? Chứ còn gì nữa, tốp địch kia chứ còn tốp nào nữa. Thế nhưng mà nó tìm thần tượng nào? Cái thần tượng nó tên là gì nhỉ? Sao lại quên biến thế nhỉ? Thần tượng nó của nước nào? Nó của Hàn Quốc, nó là của Hàn Quốc à? Du côn du hành gì đấy? Gì có du côn du hành cô này? Thì quên biết. Du mông. À ừ, đúng rồi, du mông rồi. Du côn du hành. Này, em nói chị nghe nhá. Rồi ôi, nó hoành hoang cực kỳ. Nó ngồi ở quán cà phê nhá, nó nói rằng là chị em mình nhá là đồng tính luyến ái, là bệnh hoạn. À đây này, thần tượng là nàng Đê Trăng Cươm. Đấy. Rồi nó thế. Nó đợt nó cũng tìm thần tượng cho nó. Rồi ôi. Chị biết không? Nó hoành hoang lắm, nó còn nói chị là nó nói chị sao? Thôi em không nói đâu. Ôi, cái tính của chị nhổ vổ ấy, nóng lên rồi mất học việc. Em buồn cười nhỉ, chị em mà tại sao mà em cứ giấu chị? Em cứ nói sao nó nói chị cái gì? Nó nói chị là tầm là quick là nhà quê, mà bây giờ lại còn thú đợt ăn mặc. Có đúng nó nói thế không? Nó không nói thế thì còn nói thế nào? Em nghe rõ ràng một một. Con hường lùn đấy. Đấy con đi là con nghênh nghênh. Đấy. Thôi được rồi. Bây giờ chị tính thế nào? Chị phải xử con này. Thế bây giờ chị tính sao? Bây giờ nhá. Dạ. Bây giờ cô đi về. Dạ. Cô để ý xem cái bọn này nó ở đâu ấy. Nó ngồi đâu gì? Ừ, nó ngồi chỗ nào? Giờ giấc chuẩn gì? Không, cô cứ nhìn thấy nó ngồi ở đâu mà nó có đang đỏng đảnh như thế thì cô gọi điện cho chị. Chị em mình ra xử lý gì? Ra xử lý cho bọn này một trận cho nó biết mặt. Tại okay. Sao nó chê bọn chị nhà là nhà quê là như thế nào nhỉ? Được rồi, nó còn nói cả em cơ. Nó bảo em là vành vót này, nó bảo em là công cớ này. Này, thế nhá. Nghe chị dặn rồi. Dạ. Bây giờ mày đi về thì mày nhớ thay quần áo ra đấy. Chị cũng thế, thay mặt ăn mặc tập hoành tráng thế, hoành tráng thế. Đúng rồi, rồi okay. Nhớ nhá. Em về đã nhá. Rồi rồi, có gì em alo nhá. Rồi, ok. Rồi, rồi, em chào chị. Trời ơi, nàng Đê Trăng Cương của ta, một con người toàn tài, đẹp người đẹp nết. Rồi ôi, nàng là thần tượng của ta. Nhất định nàng sẽ đánh bại thần tượng của lũ chúng nó, là thằng Du Mông. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông
ơi Dương ơi, bông lê cho bằng bông liễu ơi Dương ơi. Ôi bồ à, vào đi, vào đi, vào đi. Cái gì? Cái lão chồng của bồ có nhà không? Yên tâm đi rồi, đi rồi, vào đây. Thì cứ làm cái gì mà cứ như là hội kín hội hở ấy. Đi cho bồ ấm nước. Đây. Bồ đang khát khô ấy. Bồ đi đâu về mà nóng bức thế? Hả? Đây uống đi nào. Đi cửa hàng văn hóa phẩm. Uống cho hạ hỏa. Uống đi. Có cái gì hay không? Hóa phẩm về có hay không? Hả? Ôi có. Đang bực hết cả mình đi đây này. Có gì cho em không? Có cái này rất hay. Nếu mình biết. Cái gì bố em mà biết được? Cái gì? Sách à? Cái gì mình có biết không? Cái gì? Một chàng vô con của chúng cái mình gì? Đấy. Dú mông. Chị mông. Bố buồn cười thật. Trời ơi đẹp dai quá. Cứ lại đê mê ngây ngất mất tôi. Chết đấy. Bố có biết không? Hả? Đang đi thì gặp hai con mụ sinh và tình. Ờ. Nó cũng đi tìm thần tượng của chúng nó. Ồ thế cũng đi tìm thần tượng à? Bồ có biết thần tượng của chúng nó là ai không? Ai? Thần tượng của chúng nó là một nàng cơm chăn canh gì đó. Cái gì? Ui giời sao lại nàng cơm chăn canh? À. Là cái con bé mà chuyên môn phục vụ bếp ở Hoàng Cung ấy. À. Ôi dồi ôi, đấy là đê chăn cơm. Cơm. Rồi sao nữa? Sao nữa là nó nhìn mình nó nguýt, nó còn sọc đều bồ nữa chứ. Sọc đều sao? Nó bảo là thấy người ta đi tìm thần tượng, đi tìm thần tượng ư? Thấy người ta ăn măng thì cũng bẻ lạch giường ư? Rồi, dám thế á? Nó bảo là thần tượng của chúng nó là một nàng công chúa xinh đẹp giỏi giang đảm đang. Còn của chúng mình chỉ là một chàng trai thôi. Thế khác nào nó bảo mình là quan hệ với trai lăng nhăng ngoại tình. Bực hết cả mình. Thế à? Thế rồi sau đấy thì bồ có nói gì với nó không? Nó xỉa sói thế thì bồ im lặng. Bồ cũng định làm đấy. Nhưng mà giữa cái chốn ba quân ý thì bồ không thích to tiếng. Không thích to tiếng. Mà hai đánh một chả chột cũng què. Bồ không dây với hủi. Úi giời, không dây với hủi à? Bồ không dây với hủi. Không dây với hủi. Được rồi. Hôm nay bồ không xử lý được hai con này, để em sẽ rửa hận cho bồ nha. Rồi. Em tính rồi, hôm nay em sẽ đi đến quán cà phê nha, cùng với bồ. Thế nào hai con này nó cũng dẫn xác đến, đúng chưa? Em sẽ chỉ thẳng vào mặt chúng nó nhá. Chỉ thẳng vào mặt chúng nó và nói rằng thần tượng của mày là ai? Thần tượng của mày là đê chăn, cơm chăn, canh gì, hoàng hậu hay công chúa gì thì không là cái tên gì thì cũng chỉ là đàn bà. Đúng. Mà đàn bà thì có khác gì chúng mày là bê đê à? Chúng mày là đồng tính với nái à? Thế còn thần tượng của chúng tao là ai? Là một chàng gió con giỏi ơi. Khổ quá đi. Lại quên rồi. Bầu làm sao thì sao? Bầu đẻ bầu không kiếm thế sao? Chàng hoàng tử Du Mông cao đạo, kiêu hãnh, đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Ôi trời ơi, chàng Du Mông ơi, nói đến chàng em lại ngây ngất rồi. Trời ơi. Được, em sẽ rửa hận cho bồ. Này bồ này, sao mãi đến giờ này mà chưa thấy địch nó đến nhỉ? Chắc thấy đội hình mình hoành tráng quá nên chắc rét rồi nhỉ. Bồ hả? Địch đến rồi đấy. Củng cố đội hình. Mình theo mình. Yên tâm đi. Chủ quán đâu? Cho một cappuccino mà cao nhá. Này, cô con, cho một cà phê Thổ Nhĩ Kỳ nhá. Trông như cái kia, bảo vệ trông chân đi ngã. Thôi, chị cảm ơn em. Uống nhanh đi bồ ơi.
Uống nhanh lên phải để về mình có đi tìm thần tượng của mình chứ. Nàng Lê Trang Cương của chúng mình xinh xắn, đẹp gái như thế, sang trọng như thế. Nếu mà tìm thần tượng ấy thì tìm thần tượng là đàn bà nhá, đừng có tìm thần tượng là đàn ông. Nếu tìm thần tượng là đàn ông thì đời người ta khinh bỉ, người ta phỉ nhổ vào mặt cho đấy. Bồn cười, ai chửi được. Đã là thần tượng thì ai chả là thần tượng. Ô, sao bồ ngu thế nhở? Làm sao? Nếu mà tìm thần tượng là đàn ông thì khác nào là đi ve vai, đi ngoại tình. Ôi giời ơi, chỉ có cái bọn động đực, động nước ấy thì nó mới như thế thôi. Chị trông kìa. Ôi giời ơi, một con thì chân ngắn, chiều dài mét mốt ấy. Trông như là hai que tăm cắm trên củ khoai ấy. Còn một con thì đầu tóc bú xù, răng thì lồn nhổn chứ như răng chó sói ấy chị ạ. Đã thế này, tìm thần tượng là còn thích đẹp dai. Thích dai trẻ, dai đẹp. Không, bây giờ lại không biết xấu hổ, lại còn ngoạc cái mồm như mồm chó. Ôi, mày con kia, mày bảo ai là chó đấy hả? Mày bảo ai là bệnh hoạn? Mày bảo ai là đồng tính luyến ái? Mày bảo ai là vơ bèo vặt tép trong đám đông thèm khát đấy hả? Đây chẳng nói ai cả, có tâm thì giật mình. Này, tao truyền đời báo kiếp cho chúng mày biết nhá. Chúng mày làm gì thì mặc kệ thế nhà chúng mày nhá. Đừng có lùng đến bà và té ra chúng mày ra đấy nhá. Sợi, nói người chẳng nghĩ đến ta, từ sờ đến gáy thế nào. Đúng đấy. Giời ơi, chân mình có phân dề dề lại đi đốt đuốc mà dê chân người, đó là có biết thối. Này, một con già con trẻ nhá, từ nãy giờ tao nhịn rất nhiều rồi nhá. Đừng có động đến cái tổ ong bồ vẽ này nhá. Mà không cẩn thận tao rút hết lưỡi của hai chúng mày ra đấy, nhớ chưa? Nhớ. Này, hai con kia, có rồi, vào đây mà xé xác rút lưỡi chúng tao đi thế nào. Ta sẽ xé xác chúng mày á, như bóc chết một con mèo và con chó, hiểu chưa? Đồ khốn. Bây giờ thế nào hả bồ? Còn thế nào nữa? Chết. Tao chết nào. Đâu đến đây đánh lộn nhau làm mất trật tự cả khu phố tôi rồi. Dạ. Hả? Báo cáo bác. Dạ. Hai con này nó vu cho bọn em là bệnh hoạn, là đồng tính luyến ái. Chúng em đi tìm thần tượng mà nó bảo em nó bệnh hoạn, là đồng tính luyến ái. Hai con này phải ra một cái nào mà. Dạ. Em xin bọn em xin quay chuyện với bác. Em xin nói báo cáo với bác tổ trưởng. Dừng tay. Báo cáo với bác tổ trưởng. Tôi bảo dừng tay. Bác để cho em nói thế nào nhá. Em đi tìm thần tượng mà thần tượng của em là nam hay là nữ thì mặc kệ chúng em. Hai con khốn nạn này nó bảo em là đi dai gái anh Đức. Nhà em ơi. Anh 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 ơi.